Xin chào các bác và các anh em. Nói về vang số thì nó khó lắm. Em cũng đã nói chuyện với các bác rồi là nó cực kỳ nó khó. Thế cho nên rằng là đối với những người bán hàng phải làm cho các bác và anh em những cái chế độ mà nó tương đối tốt để cho các bác anh em về nhà các bác anh em có thể gọi ra để mà sử dụng và cho nó tốt. Chứ còn bản thân những người bán hàng còn chưa hiểu hết các chức năng trên vang số thì làm sao mà các bác chỉnh được hay. Giả dụ như là một chiếc vang số. Hôm nay thì em nhận một chiếc vang số của một cái bác ở Hải Dương. Bác ấy gửi lên một chiếc vang số có chỉ có mỗi cái tên là DSB 5.1. Nhưng thực chất chiếc vang số này là chiếc vang số LR Sun. Và cái đời cao hơn của cái LR Sun 3.1 là nó là DSB 5.1. Thì ngay từ cái việc mà kết nối với lại máy tính cũng là một cái vấn đề nó khó khăn rồi. Chiếc vang số này thì trên mặt máy thì nó có một cái cổng kết nối giống như là cái sạc của điện thoại là nó có chữ là USB. Nhưng thực chất mà nói thì chiếc vang số này khi mà kết nối với máy tính thì phải kết nối ở cái rắc đằng sau theo cái cổng R232 là một. Hai nữa, bản thân chiếc vang số này là một cái đời rất lâu rồi. Cho nên nó chạy trên một cái nền tảng Win 7. Và trên nền tảng Win 7 lại phải cài một cái hệ điều hành Win XP. Phải cài một cái hệ điều hành WinXP chạy song song với lại hệ điều hành Win 7 thì mới nhận được phần mềm của chiếc vang số này. Cũng giống như là cái đời vang số là giờ săn 3.1. Thì hôm nay em nhận được chiếc vang số này của cái bác ở Hải Dương. Và em cũng đã cài đặt mấy cấu hình ở trên chiếc vang số này. Cho nên em muốn chia sẻ các bác và anh em như thế này. Khi các bác anh em mua vang số phải trông chờ vào những cái người bán hàng phải hiểu biết về chuyên môn kỹ thuật cài đặt cho các bác và anh em những cái chế độ tương đối tốt về nhà các bác anh em cứ gọi ra mà dùng thôi. Chứ còn bản thân cái người bán hàng mà chưa hiểu hết về cái vấn đề cài đặt hay là hiểu hết các tính năng về vang số thì làm sao các bác cài đặt được? Bởi vì tí nữa em sẽ vừa phân tích và chia sẻ các bác anh em là khi mà thay đổi chỉ cần một số thôi là nó khác rồi. Thì em chia sẻ về vấn đề kết nối ở trên chiếc vang số này là phải chạy hệ điều hành Win 7 là một, hai nữa là phải cài song song một cái hệ điều hành WinXP trên cái nền tảng Win 7 thì nó mới nhận được cái phần mềm của chiếc vang số này. Đấy là cái việc đầu tiên, nó là rất khó khăn đối với các bác anh em mà chưa thạo về phần mềm, chưa thạo về cái vấn đề trên máy tính, còn chưa nói gì các cái thông số ở trên chiếc vang số này. Thì em chia sẻ luôn với các bác anh em về cái chiếc vang số này, về chiếc vang số này luôn. Bởi vì chiếc vang số này là một chiếc vang số khá là hay, nhưng cái việc mà từ cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề mà cài đặt để mà nó nhận được cái phần mềm cũng là một cả một vấn đề rồi, chưa nói vấn đề căn chỉnh. Cho nên rằng là đối với chiếc vang số hay thì chúng ta phải biết khai thác chức năng ở trên vang số và cài đặt như thế nào để đưa đưa ra một cái chất âm mà tương đối tốt. Chứ còn bản thân các bác làm sao mà các bác chỉnh được hay, đấy là một cái vấn đề như thế. Đây này, ngày hôm nay em nhận được rất nhiều vang số của các bác anh em ở các tỉnh thành khác nhau gửi đến căn chỉnh. Trong đó có cả Batty House hàng quốc tế và Batty House hàng nội địa Trung Quốc. Chất âm của Batty House hàng nội địa Trung Quốc cũng rất là hay, nhưng mà để cài đặt được cái chất âm ở trên chiếc vang số Batty House hàng nội địa Trung Quốc này là cả một vấn đề. Và nhiều chiếc vang số khác nữa rất là hay, nhưng mà vấn đề cài đặt nó là một vấn đề mà rất là khó khăn đối với các bác và anh em. Vang số thì đúng là hay thật đấy, nhưng mà các bác anh em liệu có đưa ra các cái thông số, đưa ra những các cái chế độ mà nó có thể là sử dụng được hay hay không, cái đấy là vấn đề quan trọng. Thì đây là phần mềm của chiếc vang số của bác Hải Dương có cái tên là DB 5.1. Nó chẳng có một cái tên gì cả, nó chỉ có DB 5.1 à ôm, có cái tên là ôm DB 5.1, nhưng thực chất mà nói thì nó là chiếc vang số LR Sun và chạy cái phần mềm chung với lại phần mềm của 3.1, nhưng đây là 5.1 cho nên là nó khác. Thì đây là một cái cấu hình mà em làm 4 5 chế độ ở trên vang số này cơ. Có 5 chế độ ở trên vang số này cho cái chú em này. Thì đây là một cái chế độ mà nó mang chất là phổ thông thì em chia sẻ các bác anh em như thế này. Cũng có rất nhiều các bác anh em hỏi em về cái thông số ở trên chiếc vang số LR Sun. Và hôm nay nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số này cho một cái chú em ở Hải Dương. Thì cái thông số ở đây, thông số của chiếc vang số 5.1 cũng giống như là 3.1 thôi. Nó cũng giống nhau. Thì đầu tiên nó là cái phần mic. Các bác để ý ở đây. Ở phần mic các bác có thể tham khảo ở đây các cái thông số ở đây và cũng không cần phải căn chỉnh nhiều, nhưng các bác cũng rất lưu ý ở các cái thông số từ cái vấn đề mà về cái giá trị Q
cũng như giá trị gain và giá trị tần số. Ngoài ra, nó là cái chế độ noise gate. Chế độ noise gate thì các bác cứ tham khảo luôn cái thông số của em đã căn chỉnh 97,6 decibel ở chế độ noise gate. Và ở cái cổng đầu ra là Phone này chính là cái cổng ZL. Phone này chính là cổng ZL và đang giảm đi 1%. Cổng Genter giảm đi 1%. Và cái cổng ZA cũng giảm đi 1%. Đây là cái phần phần mic này. Và ở cái chế độ limit ở cái phần mic, các bác cũng tham khảo luôn cái thông số để cho nó nhanh. Tham khảo luôn. Chứ còn để cho các bác lần mò về các thông số này thì nó cũng rất khó khăn. Nhưng các bác có thể là tham khảo luôn cái thông số ở cái phần limit của cái phần mic. Và cái cắt tần số thấp đang để là 72Hz. Và cái chế độ làm việc ở cắt tần số thấp là booster wood 24dB. Thì các bác cứ tham khảo luôn cho nó nhanh, chứ còn để phân tích thì nó rất là nhiều vấn đề. Và ở cái phần effect thì các bác cũng thể là áp dụng luôn thông số như thế này. Sử dụng chế độ echo revert. Và cái hai bát của cái phần echo đang để 64. Cái low bát của echo đang để 73. Cái depth thở này chính là nó là cái repeat. Như ở trên nhiều chiếc vang số khác, chính là nó là chức năng repeat, tức là độ lặp lại đang để 57%. Và cái delay đang để 218. Và cái echo gain đang để 98%. Cũng tối đa là 100%, nhưng để 98 có lẽ rằng đẹp. Phía dưới là phần revert, cũng có cái high pass và cái low pass. High pass 62, low pass 80. Và cái sâu dao này chính là cái trên nhiều chiếc vang số khác, nó là cái pre-delay. Thì các bác cứ để 18 mili giây. Revert 2 đang để 32. Và cái revert gain đang để 31%. Đấy là cái phần effect. Và trong phần effect thì có cái giải quay dư như thế này. Thì các bác và anh em có thể tham khảo về cái giải quay dư ở trên cái chiếc vang số DB5.1, cũng như là cái dòng LZ Sun 3.1. Và cái phần main Phone này chính là phần main. Phần main hiện giờ đang để chế độ bằng phẳng. Và cắt tần số thấp ở cái phần main đang để 52Hz. Thì các cái loại loa phổ thông bây giờ thì nó cũng sử dụng tốt ở các tần số từ 50Hz đổ lên, cho nên sẽ sử dụng ở cái tần số 52Hz. Không phải 50 mà là 52, chất âm đẹp hơn. Chế độ booster wood 24dB. Cắt tần số cao là 15.500. Và để chế độ 3 xe. Chế độ này chế độ 3 xe 24dB. Đấy là ở cái phần main. Và cái ở phần main có sử dụng chế độ compressor, các bác cũng có thể là tham khảo ở cái phần phần main như thế này. Cái chế độ này thì em chia sẻ rất nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thì em chia sẻ nhanh với các bác về các cái thông số ở cái phần main. Bởi vì có rất nhiều các bác anh em hỏi em về cái phương pháp căn chỉnh cũng như thông số ở trên cái LZ Sun 3.1. Thì đây nó cũng là một cái thông số mà nó là liên quan đến cái dòng vang số LZ Sun 3.1. Thì đây là những cái mà nó rất quan trọng. Và một vấn đề nữa là ở cái phần gain setting này. Ở cái phần gain setting, đây là nó liên quan đến cái nhiệt độ không gian. Chẳng biết là nhà sản xuất đưa ra một cái tính chất là thước đo về nhiệt độ. Thì khi mà chúng ta thay đổi về cái nhiệt độ của cái môi trường, mô tả cho cái nhiệt độ môi trường, thì để ở cái giá trị 42 độ C, có lẽ rằng một chất âm là cảm thấy là hay nhất. Thì các bác có thể áp dụng luôn ở cái 41-42, tối đa là 60, nhưng mà em đang để là 41 hoặc 42 dB, tùy theo cấu hình. Đây nó cũng là một cái mà nó rất quan trọng khi mà căn chỉnh chiếc vang số này. Và một phần nữa ở cái đầu ra. Đầu ra thì cổng Phone này, nó là cái cổng main này, cổng Genter này, cổng ZA, tức là cổng số dao và cổng sub, thì đang để ở những cái giá trị là 0,1 dB. Thì các bác có thể là tham khảo luôn. Thì đây là những cái mà nó rất là bổ ích cho các bác anh em đang sử dụng ở dòng vang số LZ Sun 3.1 cũng như là 5.1. Đây là chiếc vang số DB 5.1, các bác có thể là tham khảo luôn. Thì vừa rồi thì em cũng đã chia sẻ cho các bác anh em về những cái cơ bản, giả dụ như cái phần mic này, có thể là tham khảo các cái thông số ở trong cái phần mic này. Và chú ý ở trong phần mic có sử dụng cái chế độ noise gate này.
và cái chế độ và cái thông số ở cái cổng xuất ra, giả dụ như là cổng main, cổng sâu giao, cổng counter, và sử dụng chế độ limit ở cái phần mic. Và cái chế độ effect thì các bác có thể là tham khảo luôn ở đây. Đôi khi các bác cứ nghĩ rằng là cứ phải là cái chip đời cao, hay là như vậy là phải là như vậy là nhiều linh kiện thì mới hay, nhưng đây là một chiếc vang số 2. Kể cả phần nhạc, phần mic và phần sub thì đây là một chiếc vang số 2. Theo đánh giá là chiếc vang số 2. Nhìn nó rất là bình thường thôi. Một chiếc vang số rất bình thường thôi, nhưng mà nó hay. Thì quan trọng nhất là cái vấn đề mà đưa ra các thông số mà nó phù hợp. Chứ còn đôi khi các bác anh em cứ nhìn nhận về cái chip, cái linh kiện, nhưng mà chúng ta chỉ cần thay đổi một chút ở trong cái phần effect thôi, hoặc thay đổi một chút ở các cái phần noise gate, hay là cái vấn đề mà limit, hay là có mấy sự ở đầu ra, nó đã khác rồi. Thì đây nó cũng là một cái cấu hình ở trên chiếc vang số đến B5.1. Và nói chung với lại nó là cái dòng LZ Sun 5.1. Thì các bác đang sử dụng cái dòng vang số này, các bác có thể là áp dụng các thông số của em vừa chia sẻ, có lẽ rằng các bác sẽ có một chế độ tốt ở trên chiếc vang số này. Em ngồi tại nhà mà em căn chỉnh được nó tươi tốt thì có lẽ rằng các bác anh em tự mình căn chỉnh theo một cái phương pháp, theo thông số của em, thì nó cũng là tương đối tốt ở trên cái dòng vang số này.